Hello mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kính Nhà Review nhé. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người một dụng cụ rất chi là cần thiết cho ngày thường cũng như ngày Tết, đó là cái gạt tàn này nhé. Đây, cái gạt tàn này mình mua trên Facebook mọi người ạ. Thì mình thấy là cái gạt tàn này rất chi là hay, nó không chỉ là gạt tàn thôi mà mình thấy là nó có một cái đầu que diêm vĩnh cửu ấy, mình thấy nó rất chi là hay và mình đã mua về. Và bây giờ cùng mình sẽ khui em ra xem mà thực tế em nói như thế nào nhá. Ok, đi chỗ. Thì cái gạt tàn này nhá, mình mua ở trên Facebook cho mọi người nhá. Đây, thì họ bọc cho mình cũng khá là cẩn thận đấy. Đấy, đó, thì mình mua là 289.000, ship 30.000 nữa là hơn 300.000 nha mọi người nhá. Đó, đây. Ok, và bây giờ mình sẽ khui ra nhá. Xem này. Đây, khui nó từ đây đi. Một cái hộp này, có chữ của anh, chắc là anh Trung Quốc. Đó, đây mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ khui tiếp nhé. Ây da, đóng cũng khá chắc. Không còn là gì nữa đâu. Đây mọi người ạ, đây. Nhỏ gọn này thôi cũng hơn 200.000. Đấy, đây, đọc thế này thôi. Đây có cả cái ảnh đại diện của anh. Chắc là cái ông chú này ông ấy sản xuất ra cái này. Đây là cái chống mốc. Về cái phần thiết kế của cái katana này nhá, thì mình thấy là cái độ rộng của nó ấy, thì mình thấy là nó cũng cái ô tròn này, nó cũng tương đương với cái những các cái katana khác. Đấy, thì ở đây nó khắc chữ đây. Có thể mọi người nhìn thấy này, khắc chữ đây. Đấy. Đây sơn một là gọi là sơn mạ vàng nhé. Đây, nhìn rất chi là sang trọng nhé. Ở dưới được lót một cái lớp lỉ. Đấy. Lớp lỉ này chống kiểu như chống trơn đấy. Chống trơn trượt. Đây. Còn cái này thì như là xoáy ra như này. Đó. Đây là cái que diêm gọi là que diêm vĩnh cửu. Đây mọi người nhìn thấy đây, không có gì nhỉ. Đây cái đầu này là đầu đen đen này. Đó, bây giờ mình sẽ thử quẹt nhé, quẹt xem nó có cháy không. Thật ra thì mình thấy cái que diêm cái kiểu này này, nếu mà muốn cháy được nhá phải dùng cái xăng Zippo đó. Thì đây mình đã mua thêm một lọ xăng Zippo ở trên Lazada nha mọi người. Đó, đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở cái lọ xăng này ra. Lọ xăng này thì khoảng 57 đó. Thì bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Thank you.
mà sau này bay hơi khá là nhanh luôn. Chén nhá, chén này đi cho nó. Thế nên là mình khuyên các bạn là không nên mua sản phẩm này.